Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ui, chạy ngu mất máu anh em ạ. Mình có máu phun cái đã. Đúng rồi, anh cả đang ở quận Hoàng Mai nhá. Ăn đấm á. Nhưng mà anh ăn máu mất tiêu rồi, em cứ ăn đi. Tay cơ thôi các bạn ơi. Hả? Đây thì anh ăn cũng được mà. Em ăn cũng được, đâu xa đâu. Ơ à, Dana ăn nhấn lộn nút chạy anh em ạ. Nhấn gì cơ anh? Nhấn lộn nút chạy. À, thế hả? Ừ, đúng rồi, đang ăn nhấn lộn nút chạy thôi. Tại vì em nghe ra cái từ gì gì ấy. Từ gì đâu, nhưng từ lộn. Ừ. À, thế hả? Ừ, đúng rồi, nhấn lộn đây. Đi em. Đây. Ừ, anh nghe này. Ủa em đang bị hơi ho hả? Ừ. Ho nó ít thôi chứ còn gì nữa. Đấy thôi thì nó đỡ ho em. À mà uống ít nước lạnh đi nhá. Bật điều hòa độ cao cao xíu. Anh bị thấy anh cao chưa? Đâu? Để anh coi nào, anh đang bật bao nhiêu đây? Anh đang bật 27 độ này à, cho nó đỡ ra mồ hôi tay này à. 27 độ nóng lắm. Không, anh chỉ bật cho nó đủ thôi, đỡ ra mồ hôi tay thôi, chứ anh không thích ngồi điều hòa lắm. Nó khô da ấy, khô da khô môi. Không thấy ai trên này nữa cả anh em ơi. Ủa mà chưa kêu được mạng nào và trong cái ván đấu này còn lại có 14 người thôi à. Đây đấy, thấy chúng nó toàn kêu nhau hết rồi anh em ạ. Sợ có thể ai nữa đâu. Đi em. Nhảy hả? Ok. Đây em nhảy đầu anh này, đấy. Là nhảy được ra ngoài à? Ơ, anh không nhảy được. Anh không nhảy anh được. Không nhảy được không? Không nhảy được. À, thế nhanh em chờ. Đây đây, thế nhảy qua cửa sổ được mà. Bên này cũng được mà em, bên này cũng được mà em. Bên này lại được nè. Có bên kia không được thôi. Đi em. Lên trên thôi mọi người. À, mình mới lượm thêm quả bóng keo các bạn ạ. 6 túi máu này vẫn ổn mà. Let's go thôi nào. Em ơi qua phía F-cap đi. F-cap có tính em. Làm gì ấy? Em qua này. Lấy đạn. À ok. Thiếu đạn bảo anh vứt cho. Cả máu nữa. F-cap á? Ngay cái thính F kép đây em. Qua đây mới có người em ạ. Không bây giờ kiểu như là chúng nó trốn hết rồi đấy. Thế ai đâu. Ôi anh ơi. Đâu em? Chỗ nào đấy? 300 á? À chạy này, đang chạy này. Nó giúp mong keo rồi em ạ. Đây anh có mỗi một quả mong keo thôi. Em có, đi đi, không sợ. Này bạn ngu lắm. Ui. Đậu xanh này, ui nó có lửa mây, chạy nhanh. Nó có lửa mây, ok này, đây anh cứu. Có máu chưa em? Em có 6 túi. Để em cứ vào nhà còn máu đi. Ờ anh cũng có 6 túi thế à. Ông giải thích đi tại sao mà ông lại đặt tên là sĩ kẹo 99 á, đơn giản thôi. Sĩ kẹo là cái nickname của mình, còn 99 là mình sinh năm 1999. Đấy. Đơn giản mà các bạn. Hoặc là nếu mà giải thích đơn giản hơn nữa thì là mình thích thì mình đặt thôi. Để cho mọi người thằng này nhiều máu đấy. Em đựng thêm máu đi. Anh lấy con nào cái giảm thanh này cũng được. Ngon lành các bạn ạ. Thêm 2 tiểu máu nữa. Ok. Còn lại 12 thứ nữa anh em ạ. Cần gì em vứt cho. Em mà có cần gì em vứt cho nhá. Máu đạn súng trường đạn súng từ đến nay đều nhiều cả. Ơ cái chỗ này dùng có người đấy nhở. Không phải em ạ. Đi. Bây giờ anh với em vào bo đi. Chạy qua cái khu dân cư theo anh nhá.
anh chạy nhân vật gì ấy? Anh chơi nhân vật Climb ạ. À, thế anh chạy trước đi. Tại vì anh chạy nhanh á. Ok. Đây thì ngay cái phía 150 em ạ. Xung quanh con này còn 10 đứa nữa thôi. Không thấy ai cả. Chạy chậm chậm thôi cũng được. Thế tại 10 bon nữa bằng thu mà. Bên dưới, bên dưới cái đá, bên dưới nhờ. Sao vậy? Ai thấy rồi? Ai thấy rồi này? Anh thấy rồi này. Này. Nấp được ca, này. Cho lại bản điểm số này. Úi giời ơi, làm gì vậy? Rồi nha. Hú ra kẹo là bản nhấp với ghê chứ anh em, kẹo tưởng là vẫn đang farm mát. Chơi hơi ngáo rồi. Đáng lẽ ra Goza phải sấy anh em ạ. Phải sấy mới đúng chứ. Nó bắn đến nào ở dưới đấy em ạ, đến canh xem. Ở dưới có người nha em. Rút đồ cẩn thận là được. Anh vừa lượm thêm được một ít mong cao của chúng nó này. Ở đây có màu không anh? Ok ok. Rồi nha mọi người, có lẽ là mình nên vứt bớt liệu chóa đi. Bên dưới lại có người kìa. Đâu nè, chỗ nào vậy? Đúng 195. Ai thế rồi? Ai thế rồi nhá, thằng này. Mày chạy em ơi. Mày chạy hả? Ok. Thế xong rồi đây em. Chờ anh xíu đi. Nhiều phết ha. Còn lại có mấy thằng nữa thôi à? Chắc là nó cũng ở đây cả đây anh ạ. Bắt thua đây em, đi đi. Đây đây, đây em. Ngay chỗ 165 đây em. Ui chạy nhanh thế, từ từ. Đây anh qua. À em cứ chạy vòng qua nhà lớn đi. Chạy vòng qua căn nhà lớn là ok. Đem đi. Đem đi em. Con này đi em ơi. Bây giờ bắn nhau này. Trên tầng có người nhé, đừng vào nhà, đừng vào nhà. Ngay chỗ trụ điện hướng 60-60. Qua đây ngồi với anh này. Trên nhà có người đấy, không vào. Trụ điện 60 có người nha em ơi. Trụ điện 60 à? Ui, trên nhà chỗ nó bắn nhau ấy. Từ từ từ. Anh câu một quả liệu đây này. Trụ điện 60 hai đứa nha em ơi. Đậu xanh này. Em câu liệu lên nào. Ôi em câu liệu, em câu liệu. Trụ điện 60 nha em ơi, hai đứa nhá. Anh nghe chú ý. Ê, bên này, bên này, bên này, bên này mày. Giết nó mày. Ok, anh giết nó rồi. Rồi em. Đó còn một đứa nữa mày, một đứa này. Giết nó mày, ok, đã xong rồi. Em ơi, ngồi xuống, ngồi xuống. À, căn nhà Doraemon 1.5 cũng có người nha. Đâu mà. Ok. Không có máu, bảo anh vứt cho nhá. Ok, sát này chắc cũng có mà. Đậu xanh này. Đậu xanh này lên bản điểm số thôi nha. Doraemon à? Em cứ ngồi sau hồng giáo là ok. Cứ ngồi sau hồng giáo nhá. Nghe anh ngồi sau hồng giáo là ok này. Còn lại mấy thằng đấy thôi. À, biết vị trí nhau cả rồi. Đậu xe này. Nốc nhé bạn ơi. Lên bản điểm số này. Còn một thằng nữa đúng không? Mình đang đứng đây là ok này. Một thằng sau cái phía trụ điện 60. Một thằng nhà Doraemon 105. Cứ ngồi đi em, ngồi chỗ này đi. Em đừng đi em một chỗ thế. Thế một chỗ thì cho nó dễ kêu ấy, bọn nó thu rồi, chờ cho nó chạy vào là ok. Đây, đứng chỗ này trước đây em ơi. Từ đây này. Chờ cho nó chạy vào là ok nhá. Đâu em, thằng nào dám bắn em đâu. Chỗ bọn em ơi. Và bọn em ơi, bọn này thu cam mà. Phanh phanh. Và bọn em, anh vừa chạy vừa canh cho. Nó bị hại vì bom rồi, còn một đứa nữa thôi. Một đứa nữa em canh phía 60 nhá. Một đứa nữa bị hại vì bom vì em bắn nó gần chết. Ừ, ok, phía 60 nhá. Cẩn thận canh nó là ok. Đây em. Đây em cứ chạy ra chỗ đất trống này này em này. Đừng vào nhà. Gọi là thằng cuối nhá, thằng cuối nó đang ở phía 75 gì đấy, đừng qua đấy. Có bên này này, bên này mình có lợi thế này em này. Tí nữa kiểu gì nó cũng qua chỗ mình mà. À rồi, thấy rồi. Ok em, thấy rồi. Ok, chết. Thế thôi. Ơi. Ăn mừng nào, ăn mừng nào, ăn mừng nào. Đây đây, em đây. Đứng đây, để chờ em. Ok ok. Ok chưa? Ăn mừng nhá.
chụp lại pic nha anh em ạ. Đấy, chụp lại pic này đấy, ăn mừng, được chưa? Chưa. Anh chụp rồi. Thực ra thì anh cắt từ video dãng được mà, nhưng mà anh thích thì anh chụp thế ạ. Ok, tốc 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.